Mình thấy rằng là có nhiều bạn đã chán iPhone lắm rồi Vì bao nhiêu năm mà nó vẫn vậy, iOS nó vẫn như vậy Lúc này thì các bạn sẽ có một tâm lý là Hay là đổi sang thương hiệu khác dùng cho nó vui ờ, Nhưng mà bị một cái là các bạn cũng không muốn đổi sang thương hiệu khác Vì đơn giản là các bạn đã quá quen với cả iPhone rồi Khó chịu thực sự luôn Nhưng mà không sao, hôm nay thì mình sẽ chiều các bạn luôn và theo mình thì có một chiếc máy đáp ứng được nhu cầu đó Chính là chiếc iPhone 15 Pro Max Và mình đã sử dụng nó được vào khoảng là 3 tháng rồi Mình không nói đây là một chiếc máy đáng mua hay là máy tốt hay là mình thích nó nhá chỉ là nếu như mà các bạn vẫn muốn dùng iPhone, các bạn đã quá quen với cả những thứ ở trên iPhone rồi, nhưng mà vẫn muốn có được những cái trải nghiệm là hoàn toàn mới ấy, thì iPhone 15 Pro Max có rất là nhiều những cái thứ mới khiến cho bạn phải nghĩ lại và học lại và làm quen mới về những cái cách sử dụng một chiếc điện thoại và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ tập trung vào những trải nghiệm rất là mới mẻ ở trên chiếc iPhone 15 Pro Max này thôi nhé. Rồi, một trong những trải nghiệm đã thay đổi thói quen của mình nhiều nhất chính là camera và phần này thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn một chút nhé. Nói về ống kính tele 5x này trước đi. Thì ở đây góc nhìn của mình lòng đứa đang dùng iPhone 15 Pro Max vào khoảng 3 tháng và mình đã chụp rất rất nhiều camera tele 5x này. Trước đây mới dùng ấy thì mình thấy rất là có phần hơi khó chịu, vì việc phải căn góc xa hơn rồi tính toán xem lúc nào chụp cam nào. Nó thực sự cầm khoảng thời gian để mà thích nghi và nếu như bạn chưa quen ấy thì luôn bị cảm giác như là chụp gần quá ảnh lên bố cục nhìn trông chán đời nhưng mà khi mà đã quen rồi thì mình có thể khẳng định là giá trị của camera tele 5x này là rất là lớn nó giúp cho bức ảnh có mức độ chiều sâu cao hơn rất nhiều nó có khả năng đặc tả chi tiết đặc tả bối cảnh đặc tả suy nghĩ cao hơn và đây là điều mà mình nghĩ rằng là các camera tele 3x trở xuống nó chưa làm được và quan trọng hơn là khi mà đã quen với ống kính 5x này thì bạn có thể chụp thường xuyên chụp trong nhiều khung cảnh hay là mức độ sáng tối khác nhau nha vì mức độ chi tiết của nó là cũng ở mức khá cao, chưa như camera tele 10x của Samsung thì bạn sẽ phải căn ke kỹ một chút ý, thì ảnh cho ra nó mới gọi là ở mức tạm được và chính bởi vì camera tele 5x này nó mang lại một cái trải nghiệm với mức độ chiều sâu là hoàn toàn khác nên là nếu như mà các bạn muốn có một bức ảnh có mức độ chiều sâu vừa phải và lấy góc rộng hơn ý, thì bây giờ các bạn sẽ phải tiếp tục làm quen với cả một chế độ zoom tiếp theo đó là zoom 2x Trước đấy thì mình đã nghĩ rằng là zoom 2x là zoom kỹ thuật số từ cam chính lên thôi chứ có cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Zoom ra thì ảnh nó lại bị giảm chi tiết, bị nòi chết mất. Nhưng mà không, camera 48 mê cũng như là thuật toán của iPhone đã đủ ngon để mà giúp cho bạn có thể dùng tiêu cự 2x này và ảnh chụp ra nó đã nét y như là một camera riêng biệt vậy. Và theo mình thì chế độ 2x ở trên iPhone đã thay đổi hoàn toàn cái cách mà mình suy nghĩ về khả năng zoom kỹ thuật số ở trên một chiếc điện thoại. Vậy nên là khi mà đã quen với rất là nhiều tiêu cự khác nhau, 1 đích hay là camera góc rộng thì không nói nhá. Mà ở đây là quen với cả 2X, quen với cả 5X nữa ấy, thì bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn để mà ghi lại khoảnh khắc của bản thân mình. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu mua iPhone 15 Pro Max, thì Oneway đang có mức giá tốt nhất thị trường và khoảng là gần 31 triệu. À, hàng chính hãng nhá, mình thấy rất là rẻ hơn 1-2 triệu so với cả thị trường đấy. Đặc biệt nhá, từ ngày 30 tháng 1 cho đến ngày 9 tháng 2, tức là giáp Tết ấy, thì sẽ có 120 sản phẩm bao gồm điện thoại, máy tính bảng, MacBook được giảm giá rất là sâu để mà cho anh em đón Tết. Còn các thiết bị Smart Home thì sẽ có 12 sản phẩm được giảm giá lên tới là 3 triệu cũng từ giờ cho đến Tết nha. Và mọi thông tin chi tiết về mức giá mới nhất của iPhone 15 Pro Max cũng như là các chương trình khuyến mãi đi kèm thì mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả để mà cho các bạn tham khảo kỹ hơn nhé. Tiếp theo, đến với các một trải nghiệm mà gần như lúc nào mình cũng dùng, đó là chế độ chụp auto portrait. Và chế độ này thì sẽ chỉ có ở trên iPhone 15 series thôi nhé. Ngày trước thì mình rất là lười chụp xóa phông vì cứ phải là gạt sang chế độ chụp portrait ấy mà không biết là chụp xong cái dữ liệu đo chiều sâu nó có chuẩn xác hay là không nên là thành ra thì nhiều bước nên là mình cũng rất là lười chụp xóa phông. Nhưng mà bây giờ để cứ mỗi lần giờ lên chụp thì mình luôn đợi là máy lấy dữ liệu xong và hiện chữ F ấy. Rồi sau đó thì mình mới bấm chụp vì tội gì có mất công gì đâu. Mà quan trọng là bạn sẽ có thêm sự lựa chọn edit mức độ chiều sâu sau đó. Và phải nói ra là khả năng tách chủ thể của Apple làm bây giờ cũng rất là ngon rồi Một bức ảnh có rất nhiều chi tiết cây cối hoa lá đằng sau mà nó vẫn xóa được ngon nhé Và nó xóa ngon được như vậy vì bản thân khi mà các bạn chụp bằng 5X ấy, nó cũng đã giúp tách chủ thể ra khỏi background một phần rồi Và phần mềm nó sẽ chỉ can thiệp thêm một chút là ngon Nên là camera tele 5X và chế độ auto portrait ấy, thì mình thấy rằng là đúng là cặp bài trùng luôn Thậm chí là đến bây giờ mình đã có thêm hẳn một thói quen mới là chụp cái gì thì mình cũng sẽ dí vào màn hình để mà nó chủ động lấy dữ liệu chiều sâu vì auto portrait nó sẽ chỉ hoạt động được với người và chó mèo còn ví dụ như là khi mà các bạn muốn chụp một cái đèn một bàn tay hay là muốn chụp chi tiết một cái đồ vật gì đó thì chỉ cần chạm vào màn hình là dữ liệu chiều sâu nó sẽ được lấy thủ công và bạn có thể đã dễ dàng edit ảnh sau đó ví dụ cái đèn này để nguyên gốc thì nó khá là thường nhưng mà vì nó đã xóa phông nhẹ qua camera telenomics rồi lại còn có thêm dữ liệu chiều sâu nữa nên là mình sẽ chỉnh nhẹ thêm một chút nữa để mà ảnh nó sâu hơn ngon luôn rồi, nhân tiện nói qua về khả năng chỉnh sửa ảnh thì dùng iPhone 15 Pro Max bây giờ mà không biết khả năng edit ảnh thì thực sự rằng là quá là phí phạm. Vì khả năng edit ảnh ở trên iPhone bây giờ nó đã quá là mạnh mẽ rồi và tiền của bạn nó nằm ở đó chứ đâu. Không dùng thì mua iPhone để làm cái gì? Thứ nhất ấy là các bộ lọc màu của iPhone nó khử noise rất là tốt nhá. Ví dụ như ảnh này mình chụp mẹ, lúc này thì trời tối và ở trong nhà ánh sáng nó cũng lem nhem nên là ảnh cho ra nó sẽ hơi noise một chút. Nhưng mà mình chỉ cần chọn một bộ lọc màu tươi sáng chẳng hạn thì tất cả những cái vùng noise ấy, nó sẽ được giảm xuống và chi tiết nó cũng được cải thiện lên thấy rõ. Rồi sau đó mình lại ra căn chỉnh dữ liệu chiều sâu, tóc tai nó xóa rất là gọn gàng. Mà đây là ảnh mà mình chụp kiểu lia nhanh trong lúc mà mẹ mình đang chém gió nhá. Mà ảnh cho ra theo mình là quá đẹp hay chứ đúng không ạ? Đấy, chỉ cần một vài thao tác đơn giản đó thôi là các bạn đã có một bức ảnh rất là ngon để mà dùng rồi. Không phức tạp gì đâu. Nên là mình nghĩ rằng là ngay cả đối với cả một người dùng cơ bản ấy thì các bạn cũng nên làm quen dần với cả trình edit ảnh mặc định ở trên iPhone nhá. Rồi, thực ra thì còn có rất là nhiều những thứ mới về camera nữa cơ. Nhưng mà những thứ mà mình vừa chia sẻ nó đều là những trải nghiệm rất là cơ bản mà một người dùng bình thường nào thì mình nghĩ rằng là cũng nên tập làm quen dần để mà có được những trải nghiệm chụp ảnh là tốt hơn. Còn có những cái trải nghiệm sâu hơn và mình thấy rằng là nó cũng rất là hay ho thì mình sẽ làm thêm một cái video dự kiến vào khoảng ngày 26 cho đến ngày 27 tháng 1 nhá. Uh, video đó cũng rất là hay thì các bạn hãy đón chờ nha tiếp theo thiết kế của iPhone 15 Pro Max năm nay nó cũng là một cái rất là mới chính xác là cảm giác cầm nắm của nó là cực kỳ sướng và cái sướng này nó đến từ sự cân bằng tức là bạn sẽ không thấy nó nặng về hướng nào cả mình thấy là rất nhiều các mẫu mà bây giờ là nhẹ hơn ở trên thông số nhưng mà nó lại bị nặng lệch về phía camera nên là cảm giác cầm lên nó cứ bị kiểu nặng nặng dù trên thông số rõ ràng là nó nhẹ hơn nhưng mà năm nay thì iPhone 15 Pro Max nó đã được bổ sung thêm một khung nhôm ở bên trong từ đó dàn đều trọng lượng ra toàn bộ máy nên là cảm giác cầm nắm của iPhone 15 Pro Max là rất tốt. Nằm lâu để mà xem phim thì cũng không còn cảm thấy quá là mỏi tay mà cầm thao tác bằng hai tay thì lại càng sướng luôn. Còn nói về trải nghiệm giải trí thì iPhone 15 Pro Max bây giờ nó cũng không đơn thuần là một chiếc gaming phone nữa Mà nếu như mà cắm ra màn hình ở bên ngoài thì nó cũng chẳng khác gì một chiếc gaming console cả Nó xuất được màn hình 4K và nó chưa được cả game chip Và ở đây thì mình cũng đã tải cả Resident Evil 4 full bộ luôn rồi nha. Nằm trên sofa và chơi bằng tay cầm Bây giờ bạn che cái iPhone đi thì trải nghiệm nó có khác gì mấy so với cả một chiếc game có console đâu Hay là nếu như mà không chơi game AAA thì bạn cũng có thể chơi rất là nhiều những tựa game Apple Arcade Cái quan trọng ở đây không phải là game AAA vì số lượng game nó đang còn rất là ít Quan trọng là cổng kết nối Type-C nó cho phép xuất được hình ảnh độ phân giải cao Và máy không hề bị lag nha Và trải nghiệm này nó quá là mới mẻ chứ còn gì nữa Chơi game xuất ra màn hình, xem phim cũng xuất ra màn hình Cuối cùng là về nút action, mình đã xét sẵn là nó tự động mở bình chat rồi. Đợt này thì mình thường xuyên tương tác và hỏi đáp với cả AI hay là chat GPT. Và nếu muốn thì bạn hoàn toàn có thể custom và cả chat GPT vào đây. Nhưng mà hiện tại thì phiên bản GPT-4 của phần mềm chat GPT tiếng Việt ấy nó mất 500.000 đồng một tháng, khá là sót nên là hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng binh chat. Ngoài lời một chút thôi, nhưng mà về cơ bản thì nút action này nó cũng là một cái trải nghiệm rất là mới. Còn đầu mới ra sao thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách mà bạn sử dụng nó. Mình cũng đã có cả một video để mà chia sẻ về cách tùy biến nút action rồi. Thì các bạn có thể xem lại nhé. Và đó là những cái trải nghiệm rất là mới ở trên iPhone 15 Pro Max. Rất là nhiều thứ mới đúng không ạ? Và mình thấy rằng là nó cũng có tính thực tế là rất là cao Ok các bạn nghĩ sao với những tính năng kể trên Và đây thì có bạn nào mà đang sử dụng iPhone 15 Pro Cũng như là iPhone 15 Pro Max hay là không Hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của các bạn phía bên dưới nhé và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video Đừng quên là nếu như mà bạn muốn mua iPhone 15 Pro Max gần Tết với mức giá tốt nhất ấy thì có thể ghé qua cửa hàng Oneway nhé. Mọi thông tin chi tiết về mức giá mới nhất cũng như là các chương trình khuyến mãi đi kèm trong dịp Tết này thì mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả. Các bạn bấm vào để mà có thông tin về mức giá mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.